Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ đến các bạn là cái cách làm củ cải muối hay còn gọi là cái xá bấu đó Thì cái cách làm cũng rất là dễ Khi mình mua nguyên liệu thì cũng rất là rẻ nữa Mà cái củ cải này làm được rất là nhiều món ăn Thì nhân tiện đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn vài cái món ăn mà sử dụng cái củ cải muối này luôn ha Thì mời các bạn cùng làm nha để làm củ cải muối thì mình chuẩn bị đây là hai ký cải hai đến hai ký rưỡi đều được các anh chị nha thì mình chọn những củ nó chắc mình khi mình cầm vào nó nặng tay nó thon dài á thì thường nó chắc hơn và hai ký cải thì dùng một ký muối khi để cuối củ cải này nó được dẻo dẻ chắc hơn thì mình đi phơi nắng nha nếu mà không có điều kiện phơi nắng đó thì các anh chị để trong nhà để cho nó héo tự nhiên cũng được nữa ha và mình phơi một nắng nha củ cải mình đã phơi được một nắng rồi nè mình phơi cho héo héo như vậy rồi thì khi mình ướp muối nó sẽ dẻ chắc hơn á rồi mình cho củ cải vào trong cái hộp này mình ướp muối các anh chị làm nhiều đó thì khi củ cải rẻ đó 4 kg 10 ngàn đó các anh chị mua về rồi các anh chị cho vào trong mấy cái hũ mà sành rồi à. bằng sứ sành sứ đó các anh chị ướp muối ha cứ một lớp cải một lớp muối giùm mình thì hai cái cải một cái muối cải mình gắt một lớp cải lớp muối xong rồi thì cái lớp trên này mình gắt muối hơi nhiều nè rồi mình sẽ để là một tháng cái gì nha để cho cải nó ngấm đủ muối rồi mình mới lấy ra nha thì cái củ cải muối này đó mình để một tháng này nè khi mình mở nắp ra rất là thơm luôn các anh chị để vài ngày cái củ cải nó cũng ngấm muối nhưng mà nó ngấm chưa có đậm sâu thì củ cải chưa được trong dẻo dẻ chắc đó mình để một tháng gì củ cải rất là dẻo dẻ luôn Thường thì các anh chị vội vàng, các chị mang ra, các chị phơi thì cái củ cải nó sẽ bị teo tớp khi mà nó chưa ngấm đủ muối đó. Các anh chị để một tháng giùm em nha. mình gót cái nước muối nè. Nước muối mà nó 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 tan ra đó. Mình gót khoảng phân nửa cái lượng nước muối này vào trong củ cải này để mình mang đi phơi thì mình phơi củ cải trong nước để cho cái củ cải nó dẻo dẻ hơn và nó không bị teo tớp. Thì mình phơi cái củ cải có nước thì lâu lâu các anh chị gảnh gảnh các anh chị ra các anh chị chở ha. Không chở cũng được cũng không sao. Thì mình chở đi cho củ cải nó đều và mình phơi đây khoảng 3 nắng ha. Củ cải mình đã phơi được 3 nắng rồi nè các anh chị. Các anh chị không có điều kiện phơi nắng thì các anh chị cứ để trong nước muối. Từ từ muối nó bốc hơi lên thì nó cũng khô dần ha. Khi cái củ cải mà các anh chị để cho nó ngấm đủ muối đó, để một tháng rồi các anh chị hay mang đi phơi, thì củ cải nó dẻo dẻ nè, rất là chắc luôn. nó nó ít bị teo tớp hơn nữa đó. Mà lúc này thì củ cải nó đã chín rồi nè Nó có màu nâu nâu đó Rất là thơm Lúc ban đầu mình ướp muối á Mình mở ra cái mùi nó rất là hôi luôn Nó hơi cái mùi thủm thủm Nhưng mà khi nó đủ Cái thời gian nó ngấm rồi Cái củ cải nó lên mùi thơm lắm Rồi mình cho vào trong keo lọ Mình đậy nắp lại Mình bảo quản Rồi mình ăn dần Để cả năm luôn các anh chị nha Nó không có bị hư gì hết thì củ cải muối này á sử dụng được nhiều cái món ăn lắm. Mình có thể xào, kho, mình nấu canh, hoặc là mình chiên trứng, hoặc là mình cắt ra rồi mình trộn chua ngọt, hoặc là mình chiên cơm. Thì có rất là nhiều món ăn và đặc biệt là những người ăn chay đó. Thì các anh chị làm sẵn để trong nhà. Rồi em chia sẻ làm hai món có sử dụng củ cải muối này ha rồi em chia sẻ hai cái món ha thì em dùng hai củ mỗi củ một món thì đầu tiên là món canh thì em sẽ cắt thành những cái lát mỏng ha mình cho vào trong nước và mình bóp cho nó mạnh để cho cái củ cải này nó ra bớt cái vị mặn ha rồi mình rửa lại một nước nữa là được rồi em cắt cái củ cà rốt cũng như là củ cải trắng rồi khoai tây để mình nấu canh cùng với củ cải muối nha Em cho một củ cải muối cắt lát vào trong một lít rưỡi nước hầm xương Khoảng 6 chén nước đó Thì em hầm cái xương này là nửa cái xương ống Thì cái cách nấu nước trùng á Hôm sau em sẽ chia sẻ cho các anh chị ha Cho khoai tây vào luôn Khoai tây để mà nó dẻo dẻo hơn Thì các anh chị có thể chiên sơ Sau đó hãy cho vào trong cái nồi hầm xương này còn thích ăn mềm thì cho ngay lúc đầu luôn Rồi mình nấu khoảng 15 phút các anh chị nha Mình cho một ít mỡ vào đây mình chiên trứng nè Và củ kém muối mình sắc sợi Hồi nãy mình sắc một củ đó Rồi mình nêm 1 phần 3 muỗng cà phê đường một tí xíu hạt nêm khoảng một phần sáu muỗng cà phê hạt nêm á và một tí ti bột ngọt rồi đợi cho vị ngấm thì mình cho cái củ cải đỏ và củ cải trắng vào luôn mỗi loại nửa củ các anh chị nha cho củ cải trắng và củ cải đỏ vào rồi thì các anh chị nấu cho củ cải trắng củ cải đỏ nó chín mềm là được quay lại củ cải muối thì mình xào cho nó thấm gia vị rồi mình hãy cho trứng vào mình chiên nha một cái củ cải muối đó thì mình dùng khoảng hai cái trứng vịt mà <laughs> trứng vịt hay trứng gà cũng được rồi mình khuấy nhẹ ra để cho nó bám vào nó dính vào trong cái củ cải này nè mình cho một ít hành rồi cho thêm một ít tiêu nữa cho nó thơm À, em chiên nãy giờ em lo làm con chuyện không nè Cái trứng bắt đầu nó vàng rồi Nó hơi khô rồi đó Nhưng em chở mặt lại ha Chở mặt xong rồi lấy Linh liền luôn các anh chị Vì cái um, trứng này nè Chiên vừa chín đến thì nó sẽ ngon hơn đó Rồi canh này thì mình nêm nửa muỗng cà phê hạt nêm Các anh chị nào mà người miền Nam Thì nêm thêm nửa muỗng cà phê đường phèn nữa nha Và thêm 1 phần tư muỗng cà phê bột ngọt mình khuấy đều cho gia vị nó tan ra là được thì mình không có nêm vị mặn vì riêng bản thân cái củ cải muối này nó có vị mặn ở trong đó và khi mình nấu cái nước hầm xương này nó rất là thơm luôn á thì em thấy cái vị mặn nó vừa rồi và nó rất là thơm luôn cái vị mặn 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 nó khác thẳng so với cái muối luôn đó nó mặn dịu nhẹ lắm và cái trứng chiên nè hồi nãy em chiên nó hơi tới đó nó hơi chín thì nó hơi khô các anh chị chiên vừa đến thôi nó sẽ mềm ngon hơn Hồi mình ăn cái củ cải thì nó vị mặn mặn nó bùi bùi và nó ngấm vào trong cái trứng này cũng vừa ăn lắm các anh chị ăn với cơm thì nó vừa hơn ha rất là ngon luôn đó Vậy thì mình cũng vừa chia sẻ xong cho các anh chị cách làm củ cải muối để dành ăn cả năm cũng không hư ha đặc biệt là ăn chay các anh chị làm sẵn để dành ăn để xem thêm nhiều món ăn ngon hơn và hấp dẫn hơn thì các anh chị hãy đăng ký bên dưới video này và nhớ nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nha và mình cũng xin chào và hẹn gặp lại của chú anh chị và các bạn ạ à.